Đốt ô tô của con nợ để đòi 2,5 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá. Không đòi được 2,5 tỷ đồng tiền nợ cá độ bóng đá, Luân, sinh năm 1990, chỉ đạo đàn em uy hiếp, đốt ô tô của gia đình anh Lê Văn Tân, sinh năm 1972, ở thành phố Chí Linh. Công an thành phố Chí Linh đã khởi tố vụ án, tạm giam 3 đối tượng liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh, Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1989, cùng ở thành phố Chí Linh, và Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1990, ở huyện Tứ Kỳ, để điều tra về tội hủy hoại tài sản. Theo cơ quan điều tra, anh Lê Văn Tân, sinh năm 1972, trú tại phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, có nợ khoảng 2,5 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá. Do không đòi được số tiền nợ cá độ bóng đá nên Luân đã chỉ đạo Dũng đến uy hiếp, hủy hoại tài sản của gia đình anh Tân. Ngày 10 tháng 8, Dũng rủ Tư mang theo một số chai xăng đến bãi tập kết vật liệu xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thái Tân Thịnh, địa chỉ phường Đồng Lạc, do vợ anh Tân làm giám đốc. Tại đây, các đối tượng ném chai xăng vào cabin xe tải loại 8 tấn đang đổ trong bãi tập kết vật liệu rồi châm lửa đốt. Ít phút sau, cabin xe tải bị cháy rụi. Phát hiện vụ cháy, nhân viên tại bãi tập kết vật liệu xây trình báo tới cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an thành phố Chí Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra, bắt 3 đối tượng trên, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng và một số hộp đạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh xác định Nguyễn Thành Luân là kẻ chủ mưu, cầm đầu đầu ổ nhóm gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, chuyên cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.